chúng ta sẽ cùng đến với bài thi Dân tộc Cơ Tu của sinh viên Kiều Hà Dung với phần thể hiện của tập thể sinh viên lớp biên đạo huấn luyện khóa 35 toàn 6 của trường đại học sân khấu điện ảnh Hà Nội. Mời quý vị cùng thưởng thức. Đây là. Thank you.
Xin cảm ơn các bạn diễn viên múa rất nhiều.